Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Trương Đạt TV. Thì hôm nay mình đang ở ngoài ruộng ngô. Ruộng ngô này là nó cũng gần nhà bà ngoại mình. Chỗ này thì mình không có rõ cái tên gọi chỗ này đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay cái cánh đồng ngô này, với lại ở bên kia kìa, mình sẽ quay cảnh núi. Tại vì hôm nay trong cái buổi sáng ngày hôm nay là trời đang mưa, cho nên là mây thì nó tản ra hết rồi. Cho nên là mình sẽ quay cái núi ở bên hướng bên kia kìa cho các bạn xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cái ruộng ngô chứ. Ngô này thì sắp thu hoạch được rồi. Bây giờ để mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, ok, bây giờ đây là những cái hoa nè, cái hoa của cây ngô. Ở miền Bắc thì gọi là cây ngô, ở miền Nam thì gọi là cây bắp đấy. Đấy, cái đầu. Đây nè, những cái lá này nó bị sâu nè các bạn. Đây. Sâu. Cái rau này là do là trời mưa nó ướt cho nên là nó queo lại như thế này. Đây. Đó. Bỏ nè, bây giờ mình đi quay một vòng ở đây. Bên khu vực bên đây á là cái nghĩa trang. Nghĩa trang của xã Trung Kiên. Cái nghĩa trang này là của người dân, còn một nghĩa trang bên kia nó nghĩa trang bên hướng bên này. Đây, để mình quay cho các bạn xem. Đây. Đây, các bạn thấy cái đây, để mình lại gần rừng này. Đây là có cái tháp đằng này đó. Đó bên đó là hướng nghĩa trang của nghĩa trang liệt sĩ. Bên đấy là kế bên chợ luôn. Đây, người ta dùng cái lá ngô nè, cái lá của cây ngô, cây bắp đó, người ta buộc, cái cây ngô lại cho nó không có bị ngã, nó bị quằn cái cây xuống, nó bị ngã cây. Sau khi mà những cái cây ngô thì nó thu hoạch được một mùa thôi. Cái này chắc cũng một tháng nó mới thu hoạch được. Bên đây là ngô của người ta. Người ta cũng xạ ngô nữa. Nhưng mà mình không có biết là sao nó nhỏ xíu như thế này. Đấy. Ui. Đây. Bây giờ cho các bạn xem. Bây giờ các bạn thấy rằng hơi gió nha các bạn, cho nên là cái âm thanh nó hơi ù ù tí. Đấy. Trong bên đó là núi. Núi đó chưa có phải gọi Tam Đảo đâu, tại vì Tam Đảo là của tỉnh Vĩnh Phúc nhưng mà cái đó không phải Tam Đảo. Bữa hôm bà mình nói cái đấy là núi gì đó nhưng mà mình cũng quên tên. Đấy, bây giờ mình đi quay tiếp. Bây giờ mình sẽ đi quay tiếp tục cái ruộng ngô đấy. Ở đây thì ví dụ như trong miền Nam thì người ta gọi là giữa lúa miền Nam, còn ở đây thì người ta sẽ trồng những cái cây ngô này. Ôi trời, bắp. Giờ ở miền Nam, ví dụ ở miền Nam thì kêu là bắp, rồi vô đây mình bây giờ mình ở đây rồi mình thấy kêu là gọi là ngô. Bây giờ gọi là ngô. Này nữa bên này rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang chạy xe một tay đang cầm máy này. Đấy. Đây là những cái phần mộ của những cái người dân ở của những cái người mà ví dụ như đất ở đây nha, thì đất của nhà người ta thì đến như ở trong miền Nam mình đó, có đất thì người ta trồng, người ta chôn cất rất luôn. Người ta ở đất người ta trồng ngô. Bên đây là lúa nè. Đấy. Lúa thì hướng bên đây.
để mình dừng lại một quãng đi quay cho các bạn xem. Xe này dừng lại tắt máy luôn. Đấy, thì người ta chỉ trồng lúa, cái tỷ lệ mà lúa thì nó ít hơn là ngô rất là nhiều. Đấy. Lúa thì bên đây, ngô thì bên đây. Ở đây thì người ta trồng thêm cái cây này là cây thanh, cây thanh hao. Bà mình nói là cây thanh hao đó. Để đậu xe xích vô. Người ta đi ngang, ta đạp cái xe lăn xuống cái mương luôn. Chết luôn. Đây. Đây là cái gì? Cây thanh hao. À không phải. Ủa sao? Bà mình nói thì đây là cây thanh hao nhưng mà sao mình ngửi cái mùi nó giống như cây ngải cứu á. Cây ngải cứu thì nó có cái công dụng là ví dụ như mà rồi xe chạy nghe. Ví dụ như cây thanh ngải cứu ở trong miền Nam mình nó thì nó có cái công dụng là những cái người nào mà bị đau nhức xương khớp, đau tay đau chân đó thì hai cái lá nó về rồi rang lên với muối, rang với muối đắp lên. Đấy. Rang với muối đắp lên thì nó sẽ giảm cái cơn mà đau nhức tay chân này kia. Rồi bây giờ chạy tiếp. Đây, ở phía đằng kia thì có mấy đứa nhỏ nó thả diều. Ui da. Thả diều đây, thằng đây. Và đó là núi. Thì trời hôm nay là nó hửng mây rồi, nó không, nó tản mây đi hết rồi, cho nên là mới quay được cái núi như thế này. Chứ bình thường là không có quay được đâu. Bình thường là không thấy đâu. Đấy. Núi đó các bạn. Còn hướng bên đây là trường học. Trường này là trường cấp 2. Cái mái vòm vòm đó là mình nghĩ chắc là cái nhà thi đấu. Nhà thi đấu đa năng. Có thể là vậy. Cái nhà máy vòm đây đây, xa xa nè, mình quay cho các bạn xem. Có một cái chiếc máy bay đây 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 đây. Cái máy bay đó là nó đáp về hướng sân bay đấy, nó bay khoảng tầm 5 phút thì sẽ có một chiếc máy bay nó bay đấy. Ban đêm nó bay nối đuôi nhau luôn các bạn. Để hôm nào có dịp đêm thì mình sẽ quay cái cảnh mà máy bay nó bay như thế. Còn ở đây là ruộng nữa nè. Mình đi xuống dưới đây. Đấy, cái hướng bên kia là cũng có đường đi, đường lộ đan 5m đó. Đường lộ đan 5m đó. Còn đây nè. Đây là cái hệ thống cống. Đấy, đó là cái hệ, đây là hệ thống cống nè. Nó chảy dài từ bên đây, từ đầu tít đằng kia nè sang đến từ bên đây. Đi. Đấy. Cái đống này, đống đất, cái đống đất này là do người ta múc ở dưới đây này. Người ta để lên là người ta đắp mương, làm mương. Đây có một chiếc máy bay nó bay. Ui à. Đấy, nó bay rồi. Ở đây thì tối ngày cứ nghe cái tiếng máy bay nó bay ù ù ù suốt ngày. Từ đây mà từ nhà bà mình ra đến sân bay quốc tế Nội Bài thì 27-28 cây. 27-28 cây. Giới thiệu này, khoe một tí. Khoe cái xe này là chiếc xe của cậu mình cho mượn thôi, tại vì mình về đây cũng như là mình ở đây định cư một thời gian cho nên là mượn xe cậu mình đi. Cái xe này để clip sau mình sẽ nói rõ về cái xe này, nó giới thiệu về nó để quay. Ok. Thank you.
Đây là cái hàng ngô của nhà cậu mình này. Ở đây lúc nãy mình đi mình đứng ở bên cái hướng đất bên kia đó các bạn. Bây giờ là mình chạy một vòng, mình quay về chỗ này. Cái chỗ này là cái ngã ba lúc nãy mình đấy. Đây, cái mấy con vịt này. Cái này là cái cống nước. Cái cống nước nước ruộng như trong miền Nam mình, trong khi là cái đường mương á. Còn đây thì người ta sẽ làm xây cái cống này, chứ không phải là cống dân sinh. Cống dân sinh thì nó thải nước thải của từng hộ dân, người dân người ta xải ra, cái đó là khác. Còn đây là nước cống này. Theo cái thông tin mà mình được biết á, thì cái này thì mình cũng không có rành về đất đai. Thì một sào ở đây á, các bác ở đây thì thường gọi như một sào 12 thước, hoặc một sào bao nhiêu thước gì đó. Thì một sào có nghĩa là sẽ bằng 15 thước. Đó, một sào thì sẽ bằng 15 thước, còn một ở trong miền Nam mình thì sẽ gọi là bằng một công đất hoặc là 1 hecta. Một công thì sẽ bằng 1.000 mấy mét vuông á. Đó, còn một sào thì sẽ bằng 300 mấy mét vuông. Đó, một sào ở đây thì bằng 300 mấy mét vuông. Còn 15 thước đó là bề dài. Đó. Bề ngang 15 thước bề ngang. Đấy, còn ví dụ như một công ở trong mình. Một công thì một công là 1000 mấy mét vuông á. Thì cái đó thì mình không có rõ. Ai biết thì comment phía dưới, bình luận phía dưới video cho mình biết một công thì bao nhiêu, một công thì 1000 mấy mét vuông. Thì 1 hecta thì sẽ bằng gấp 10 lần một công. Có nghĩa là sẽ bằng 10 công đấy. 1 hecta á. Nhà trời ơi, tại biết sao không? Ở nhà không có mần ruộng cho nên không biết. Ở nhà không có mần ruộng, không có trồng cây khô hết trơn cho nên đâu biết gì đất đai gì đâu. Nên học lỏm nghe lỏm người ta thôi thì nói gì đó. Ví dụ như ai mà biết thì bình luận phía dưới video cho mình biết nha. Thiệt, đồ nhà quê mà không biết đất đai nữa. Bây giờ để mình quay một đoạn nữa mình đi về. Ok các bạn, thử thách 6 ngày 6 đêm ở ngoài ruộng ngô, dù cho có nắng mưa hay là sét đánh đùng đùng, ôi trời ơi, là bà ngoại có kêu về ăn cơm, hay là bà ngoại có cầm roi ra đánh không về, bà ngoại năn nỉ không về, bà ngoại nói thôi về đi con, bà ngoại dẫn đi hồ bơi không về. Ở đây do dù ma nó nhảy ra nó nhát không về, cho dù người ta đánh cũng không về, cho dù đói bụng cỡ nào cũng không về. Thử thách 6 ngày 6 đêm ở ngoài ruộng ngô, let's go. Ok các bạn, đây là những cái hình ảnh mà mình đã ghi lại. Thì đây là những cái hình ảnh mà để quay về cái ruộng ngô này lúc mà nó đã nở hoa. Còn những cái hình ảnh mà khi cái ngô nó chưa có ra hoa thì mình sẽ cho các bạn xem. Ok, bắt đầu. Đây là những cái tấm đàn là người ta sẽ làm cái gì đó. Ui ơi. Ta sẽ làm cống. Ui ơi. Đây, cái cầu nè. Giờ đi qua cái cầu này. Trời ơi, trời. Ui. Đó, bật lên. Giờ đi dài dài lên đây xem. Cái chỗ này người ta gọi là liên bì. Liên bì, mình không biết sao người ta lại kêu như vậy. Ở đây là cái mương này, mương nước cũng dơ lắm. Chả có sạch được. Đây, toàn là ngô, cây ngô là cây bắp á. À, còn này cây cục điện. Ta để tấm đan lên đây nè, đấy. Ui.
Ok, bây giờ chiều rồi, có mấy bạn này ở đây người ta đi thả diều nè các bạn. Mình chạy thì gió nó vi vu thế, nhưng mà người ta xả thì nãy giờ thấy chả có con diều nào nó lên. Ok các bạn, thì từ nãy đến giờ thì mình cũng quay cái clip về đi giống như là đi tham quan cái đụ ngô, từ giống như là từ lúc đến giờ, từ cái ngày mình về đây á thì mình cũng thấy rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới ghi hình lại những cái khoảnh khắc này cho các bạn xem. Còn nếu như các bạn nào thích video này thì cho mình xin một lượt like, nhấn đăng ký, chia sẻ kênh để cho mình phát triển, cho mình phát triển kênh, nhấn like nè, đăng ký, chia sẻ đấy, thì cho mình có thêm động lực để mà phát triển kênh thêm. Đấy, thì thời lượng video thì cũng đã dài rồi, thôi cho mình tạm biệt đấy. Giống như là cũng rất là lâu rồi mình không có ra clip, thì có nhiều người họ cũng như nhắn tin cho mình hoặc là gọi điện nói ủa sao Đạt cái này không có ra clip, hoặc là gặp người này kia hỏi ủa sao cái này con không ra clip, hay là nói thì do tại mình cái này tại làm biếng á. Tại làm biếng á thì thôi. Nói hồi nó xàm thì cho mình xin gửi lời tạm biệt để mình clip sau, thì nếu như mà ai thích làm gì thì bình luận phía dưới video. Rồi, bye bye. Đứng này nó nhảm, hồi chúng người ta chửi.